Tối nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ma để thử lòng can đảm của quý vị, xem đêm nay quý vị ngủ ra sao. Quý vị sẽ biết hả? Có một cô vợ trẻ xinh đẹp kia lâm trọng bệnh sắp sửa lìa đời. Trong giờ hấp hối, cô nói với chồng: Em rất yêu anh và không muốn xa anh. Sau khi em qua đời, xin anh đừng lấy người nào khác. Anh hứa với em nhé. Nhưng cô sợ người chồng sẽ không giữ lời hứa, nên dọa ông ta, nói rằng: Nếu anh lấy vợ khác, em sẽ thành ma trở về chăm sóc cho anh. Ghê quá, đó là lời cô nói với chồng. Em sẽ làm anh đau khổ thường xuyên, luôn luôn và vĩnh viễn. Ông chồng có lẽ là người sợ vợ, nhưng ở đây, họ nói rằng ông kính nể vợ. Chúng ta luôn luôn kính nể vợ, phải không? Kính nể, chứ không phải sợ. Vì vậy, ông chồng này rất kính nể vợ và không nghĩ đến chuyện lấy người nào khác. Nhưng vì thượng đế luôn luôn gây phiền phức cho con người, ông chồng gặp một phụ nữ xinh đẹp, trẻ hơn, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, thậm chí còn giàu hơn nữa. Giàu, ồ, kinh khủng quá. Cô này lại còn yêu ông tha thiết, có thể là nhiều hơn bà vợ trước. Ồ, xui thật, chỉ mới có 3 tháng sau tang lễ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là ông đính hôn với cô ta. Sau lễ đính hôn được tổ chức vào 3 ngày. Đêm đó người chồng thấy hồn ma bà vợ trở về. À ha, tôi đã đến đây như đã hứa. Bà xuất hiện trước mặt, la mắng, càng nhằn rằng ông đã không giữ lời hứa, rằng ông không còn thương yêu bà nữa, rằng ông không trung thủy, ông là người chồng xấu xa, không có lương tâm, là người đàn ông tệ bạc, một con người khủng khiếp, không phải là một người tu pháp Quán Âm đạo đức, vân vân. Ông chồng sợ quá, bởi vì con ma này thông minh kinh khủng, nó biết rõ những chuyện xảy ra giữa người chồng và vị hôn thê mới. Nó còn cho ông biết giờ nào ông làm chuyện gì với cô kia, giờ nào ông cho cô kia món quà gì và nói với cô điều gì. Nó biết tất cả, biết hết. Vì vậy, ông không chối được, nhưng ông rất hoảng sợ. Ông sợ quá, đến nỗi không ăn, không ngủ được, và không dám thường xuyên đi gặp vị hôn thê nữa. Và tình yêu giữa hai người cần đi đến tình trạng khủng hoảng. Cho nên, có người bảo ông là hãy đến một ngôi chùa, thuật lại những đau khổ của ông cho vị thiền sư, may ra vị này có thể giúp được. Ồ, chú thôi, thiền sư phải lo hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện ma quỷ và hôn nhân. Vị thiền sư thật sự tìm cách giúp ông và nói rằng: Bà vợ trước của ông đã thành ma. Điều này chúng ta đã biết. Và bà rất mực thông minh, cho nên bà biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa ông và vị hôn thê. Thật ra, ông nên kính trọng một con ma như vậy, nhưng có cách đuổi bà ta. Lần sau, khi con ma xuất hiện, ông phải đánh cuộc với nó. Vị thiền sư nói, con ma biết hết tất cả. Nó đã biết quá nhiều rồi, nhưng có thể có điều gì đó mà nó không biết. Nếu nó trả lời sai, thì nó không được trở lại quấy rầy ông nữa, để ông tái giá lấy người yêu. Bởi nó đã chết rồi, không thể phục vụ cho ông được nữa, không thể nấu ăn cho ông được, không thể chăm sóc cho ông bất cứ chuyện gì. Người chồng hỏi vị thiền sư: Vậy tôi phải làm sao? Tôi phải hỏi bà ta điều gì? Vị thiền sư nói: Lần sau, khi bà ấy tới, hãy cầm một nắm đậu trong tay và hỏi có bao nhiêu hột bên trong. Chắc chắn bà không thể trả lời, rồi bà ấy sẽ biến mất. Bởi vì nếu bà không trả lời được, ông sẽ biết rằng
đây chỉ là một ảo tưởng của đầu óc, của lương tâm hoặc của sự hoáng tưởng, do ông quá sợ hãi, quá sợ vợ nên tưởng tượng ra. Đó là một ảo tưởng của đầu óc. Nếu bà ta không trả lời, nếu bà không trả lời nổi, thì ông biết rằng điều này là ảo tưởng và bà ta sẽ biến mất. Rồi đêm hôm sau, thật vậy, con ma hiện đến. Người chồng nói: "Ô, phải, bà biết hết tất cả mọi chuyện, bà rất thông minh, tôi chẳng làm gì được." Con ma nói: "Phải, tôi biết, và tôi cũng biết hôm nay ông đã đi gặp một thiền sư và nói chuyện về chúng." Người chồng nói: "Được, vì bà biết tất cả mọi chuyện, bây giờ bà có thể cho biết có bao nhiêu hột đậu trong tay tôi không?" Khi ông vừa hỏi xong, con ma biến mất. Có một người phụ nữ Ấn Độ kia mang tên là Devi. Người Ấn Độ hay có những cái tên thiêng liêng và vĩ đại có liên quan đến Thượng Đế. Devi là một thánh nữ. Tên này mang một ý nghĩa rất cao cả. Đôi khi, người Ấn Độ đặt tên cho con họ là Indra, có nghĩa là thiên hoàng của cõi trời. Hy vọng con cái họ sẽ trở thành người tốt. Người phụ nữ Ấn Độ mang tên Devi này có một đứa con trai tên là Lahuvi. Hai mẹ con phải trốn ra khỏi nhà, là nơi đã bị một con quỷ chiếm giữ và giết rất nhiều người trong gia đình, bao gồm cha mẹ chồng của Devi và 6 người chú bác của Lahuvi. Vì vậy bà quyết định đưa con trai ra khỏi ngôi nhà quỷ ám, vì họ là người duy nhất còn sống sót trong gia đình. Devi đưa con đến nơi khác để làm ăn sinh sống. Vài năm sau, Lahuvi giờ đã trưởng thành, hỏi mẹ: "Mẹ, chúng ta từ đâu đến vậy? Bạn bè con thường hỏi câu này, và con không biết trả lời làm sao. Họ muốn biết vì sao chúng ta lại rời bỏ ngôi nhà của tổ tiên." Người Ấn Độ cũng như người Trung Hoa, Âu Lạc và những giống dân Á Châu khác rất quý trọng nhà cửa tổ tiên. Do đó bà mẹ kể đầu đuôi câu chuyện. "Trong làng cũ của chúng ta đã có 8 người trong gia đình bị ma quỷ giết. E rằng chúng ta là những nạn nhân kế tiếp. Mẹ quyết định chúng ta không nên ở đó nữa, vì nơi ấy sẽ đem nguy hiểm đến cho hai mẹ con ta." Lahuvi nói: "À, người chết trong nhà thì có gì là lạ? Có sinh phải có tử. Người ta chết khi tới số. Dù sao, họ cũng đã chết rồi. Tại sao chúng ta phải rời bỏ nhà cửa tổ tiên? Chúng ta nên trở lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Sự can đảm của đứa con đã thuyết phục được bà mẹ. Cuối cùng, bà đồng ý, rồi họ gom góp đồ đạc trở về nhà. Tuy nhiên, trong lòng Devi vẫn còn lo lắng. Mỗi ngày, bà đều cúng dường thức ăn cho con quỷ trước mỗi bữa ăn. Lahuvi rất ngạc nhiên về cử chỉ này của mẹ. Một hôm, Devi nấu món ăn mà con trai bà rất thích, và anh ta cũng muốn ăn luôn phần của con quỷ. Dĩ nhiên, bà mẹ không cho. Anh hỏi: "Tại sao? Thức ăn này để dành cho ai? Con thích món này lắm, và con chưa đủ no." Devi nói: "Đây là đồ ăn cúng cho quỷ. Nó đã giết 8 người trong gia đình ta. Nếu không cúng dường thức ăn, nó sẽ giết luôn cả mẹ con ta." Lahuvi không đồng ý với lời giải thích của mẹ, và nói: "Làm sao có thể như vậy được? Tại sao mẹ lại sợ con quỷ quá vậy? Chưa chắc nó là kẻ giết người thân của chúng ta." Devi tin chắc rằng con quỷ này là kẻ đã gây ra tai nạn cho gia đình, bởi vì 8 người thân của bà đã chết từng người một. Nhưng bà chưa bao giờ thấy nó, bà chỉ tưởng tượng tất cả như vậy thôi. Người con trai không tin, vẫn quả quyết: "Mẹ cứ để con ăn, không có ma quỷ gì đâu. Anh ta rất muốn ăn, dù bà mẹ không đồng ý." Rồi bà nói: "Làm ơn, đừng ăn, đừng. Hãy để dành cho quỷ. Nếu con ăn, nó sẽ giết con. Rồi mẹ phải làm sao đây?" Con quỷ quả thật đến thưởng thức món ăn. Lahuvi ngồi đó chờ nó đến. Khi thấy nó, Lahuvi nói: "Quỷ kia,
nhà ngươi là ai vậy? Và con quỷ nói, chàng trai trẻ kia, ta là anh thứ ba của ông nọ ngươi. Sau khi ta chết, ta giết hết ông nọ và chú bác của ngươi, bởi vì họ đã lừa gạt lấy tài sản của ta và để ta chết trong nghèo khổ. Vì vậy, ta đã trả thù bằng cách giết hết tất cả chúng. La Hu Vi bèn hỏi, nhà ngươi có lực lượng gì chứ? Con quỷ nói, lực lượng ta mạnh vô cùng. Ta giết chú bác và ông nội ngươi dễ như đập rồi vậy. Chẳng có gì khó khăn, ta cũng có thể giết luôn mẹ ngươi nữa. Nhưng bà đã chạy trốn. Dù bà trở lại, nhưng bà cũng thức ăn cho ta mỗi ngày. Cho nên, ta tha mạng cho chúng bay. Hãy nghe cho kỹ, ta có thể bay đến thiên đàng, chỗ ở của các thiên thần chỉ trong tích tắc. Ta cũng có thể bay đến chỗ ở của các hồn ma. Ngươi nghĩ ta tài giỏi hay không? La Hu Vi nói, nếu thật sự ngươi giỏi như vậy, thì hãy đưa ta đến gặp các vị thần được không? Con quỷ nói, không, ta không làm được. La Hu Vi nói, vậy ngươi có thể cho ta gửi lời đến họ được không? Con quỷ nói, dĩ nhiên là được. Ngươi muốn nói gì với họ? Chàng trai trẻ nói, làm ơn hỏi các vị thiên thần xem ta còn sống nơi đây được bao lâu. Ta sẽ sống đến bao nhiêu tuổi? Con quỷ nói, được, ta sẽ hỏi họ. Rồi nó bỏ đi. Hôm sau, quỷ đến và nói với La Hu Vi, các thiên thần nói rằng ngươi sẽ sống đến 60 tuổi. La Hu Vi hỏi, làm ơn hỏi thêm rằng có cách nào cho ta chết sớm hơn được không? Như từ khoảng 40 đến 50 tuổi. Nếu không, họ có thể cho ta sống lâu hơn không? Đến 100 tuổi được không? Con quỷ nói, được, ta sẽ hỏi nữa cho ngươi. Rồi nó bay đi, hỏi các thiên thần lần nữa. Ngày hôm sau, quỷ trở lại nói với La Hu Vi, ta đã gửi lời yêu cầu của ngươi đến các thiên thần, nhưng họ muốn ta cho ngươi biết rằng điều này không thể được. Ngươi không thể chết một tích tắc sớm hơn hoặc trễ hơn, bởi vì số mạng con người đã được định trước. Nghe xong những lời này, La Hu Vi lập tức nuốt sạch những thức ăn để dành cúng dường cho quỷ, rồi chạy nhanh vào bếp. Anh lượm một cây gỗ lớn, đốt lên, rồi dùng cây gỗ đánh và đuổi quỷ đi. Anh nói, nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ giết. Ta sẽ tiếp tục đập nhà ngươi. Con quỷ nghe nanh vuốt dữ tợn ra dọa nạt, Devi van xin con hãy dừng tay lại. Nhưng La Hu Vi nói, mẹ đừng sợ, các thiên thần nói rằng chúng ta không thể chết sớm hơn hay muộn hơn. Như vậy tại sao mẹ còn sợ con quỷ này nữa? Con quỷ dọa giết chết cả hai người nếu họ không cúng thức ăn cho nó. Tuy nhiên, chính tai nó đã nghe các thiên thần nói rằng con người không thể chết sớm hơn hay muộn hơn. Do đó, nó cũng chẳng nói gì thêm được và bị La Hu Vi đánh đuổi ra khỏi nhà. Sau khi La Hu Vi biết sự thật, con quỷ không thể dọa anh ta sợ nữa và nó cũng biết điều này. Nếu chúng ta có Thượng Đế và Phật tâm, chúng ta còn sợ ma quỷ nữa không? Thượng Đế và Phật là cao nhất. Nếu chúng ta vẫn còn sợ ma, chứng tỏ rằng chúng ta không đủ lòng tin Thượng Đế hay Đức Phật. Niềm tin của chúng ta vẫn còn yếu quá. Vì vậy, ma quỷ chỉ có thể dọa nạt những người yếu đuối. Chúng sợ những người tu hành và có ý chí vững vàng.